Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 10 tháng 4 có những tin chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc với tập đoàn YCS Singapore và công ty cổ phần TNT Superpost Vĩnh Phúc về việc triển khai dự án trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc. đoàn khảo sát của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1. Nhiều cán bộ đảng viên lão thành tỉnh Vĩnh Phúc đón nhận cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh và đánh giá cao về ý nghĩa giá trị nội dung các bài viết cả về lý luận và thực tiễn của đảng ta của tổng bí thư nguyễn phú trọng về xây dựng chỉnh đốn đảng về rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với tập đoàn YCS Singapore và công ty cổ phần TNT Superpost Vĩnh Phúc về việc triển khai dự án trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông robojab chủ tịch tập đoàn ycs singapore cảm ơn chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đến singapore vào năm trước và cảm ơn tỉnh vĩnh phúc thời gian qua đã hỗ trợ đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án trung tâm logistics icd vĩnh phúc tập đoàn ycs và công ty cổ phần tnt superpost vĩnh phúc mong muốn tỉnh vĩnh phúc tiếp tục quan tâm giải quyết khó khăn trong việc xác định giá đất của dự án để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng cam kết Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, việc xác định giá đất của dự án phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự thảo giá đất trình trung ương để có căn cứ xác định giá đất sao cho phù hợp với thị trường, đảm bảo mang tính ưu đãi đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây là dự án lớn có mục tiêu đầu tư rộng bao gồm cả lĩnh vực kho vận và vận tải hàng hóa, trong đó theo tính toán của các ngành chức năng lĩnh vực vận tải đang chiếm 80% doanh thu của dự án, mang lại kỳ vọng lợi nhuận đầu tư quá lớn, khiến cho việc xác định giá đất bị đẩy lên cao. Hiện tại, bản chất là nhà đầu tư mới chỉ tham gia trong lĩnh vực kho vận, chưa tham gia hoạt động vận tải hàng hóa. Vì vậy, nhà đầu tư cần điều chỉnh lại mục tiêu dự án đầu tư, không đưa lĩnh vực vận tải hàng hóa vào dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị sau buổi họp này, nhà đầu tư có văn bản cam kết về mục tiêu phạm vi của dự án gửi cho Vĩnh Phúc để các ngành có cơ sở tính toán xác định giá đất theo lĩnh vực hoạt động thực tế trong thời điểm hiện tại. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc với ông Koji Sugita, tân tổng giám đốc của công ty Honda Việt Nam. Tại cuộc làm việc, ông Koji Sugita cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh đối với hoạt động của công ty Honda Việt Nam tại tỉnh thời gian qua, nhất là trong hơn 2 năm xảy ra đại dịch Covid-19, giúp Honda Việt Nam ổn định và phát triển sản xuất. Trên cương vị tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam, ông Koji Sugita cho biết sẽ nỗ lực phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty với tỉnh, tăng cường giao lưu văn hóa với các địa phương trong tỉnh đó cũng là điều mà tập đoàn honda khi phát triển mạng lưới sản xuất kinh doanh ở khắp nơi trên thế giới luôn mong muốn được tham gia các hoạt động giao lưu với người dân địa phương ông koji sugita đề nghị trong thời gian tới tỉnh vĩnh phúc tiếp tục đồng hành tạo điều kiện cho nhà máy của honda hoạt động thuận lợi hiệu quả tại tỉnh nhấn mạnh những sản phẩm của honda đã trở nên cực kỳ thân thiết với người dân việt nam trong đó có tỉnh vĩnh phúc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê duy thành mong muốn doanh nghiệp sẽ tiếp tục có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sự gắn kết bền vững giữa Honda Việt Nam với cộng đồng người dân Vĩnh Phúc, đặc biệt tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với người dân địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn công ty Honda Việt Nam tiếp tục hiến kế giúp tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất ô tô, xe máy tại Việt Nam và Vĩnh Phúc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành chúc ông Koji Sugita sẽ có một nhiệm kỳ thành công trên cương vị tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam. Sáng nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4. Chỉ đạo giải quyết đề nghị của công dân Nguyễn Văn Hải, thôn Thành Lành, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên về việc gia đình ông đã sử dụng đất thuộc vườn quốc gia Tam Đảo nhiều năm qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với vườn quốc gia Tam Đảo ra soát, xem xét giải quyết đúng quy định. Về đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hoàng Thị Nam và một số hộ dân sinh sống tại khu tập thể 34T, tổ 1, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và thành phố Phúc Yên xem xét giải quyết dứt điểm xong trong tháng 4 năm 2023, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại về đất đai của bà Nguyễn Thị An, phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phục Yên xem xét giải quyết xong trước ngày 25 tháng 4 năm 2023. Đối với đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Thái đại diện cho các hộ dân tổ dân phố Chùi Lá, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên về việc trả lại đất nông nghiệp cho các hộ dân khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực Đồng Mong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên ban quản lý dự án ODA ra soát xem xét trả lời dứt điểm đơn đề nghị của công dân. Đối với kiến nghị của ông Trần Văn Sáng và một số hộ dân thôn mới xã Hoàng Lâu về việc thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng cụm công nghiệp Hoàng Lâu huyện Tam Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành giao Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương công khai tất cả các quy trình, thủ tục quy hoạch dự án, chủ trương chuyển đổi đất từ trồng lúa, hoa màu sang đất công nghiệp, quyết định thu hồi đất, đơn giá bồi thường đến người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong dân. Cùng tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các cơ quan chức năng tập trung xử lý các vụ việc theo đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định. Ban tiếp công dân có văn bản đôn đốc các sở ngành trong thời gian giải quyết các việc tồn tại. Đối với chủ tịch ủy ban dân các huyện thành phố phải xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân đã giao tại các kỳ tiếp công dân từ tháng 1 năm 2022 đến nay không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Chiều nay đoàn khảo sát của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Để xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành đề án 08 về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, bám sát quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đề án 08, trường chính trị tỉnh đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa nội dung đào tạo, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu. Đánh giá kết quả qua giả soát các tiêu chí, trong tổng số 55 chỉ tiêu theo quy định số 11 của Ban Bí thư, trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt 5 trên 5 tiêu chí, với 55 chỉ tiêu đạt 100%, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh khẳng định, xây dựng trường chính trị đạt chuẩn là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trường chính trị tỉnh thực hiện các tiêu chí trường chuẩn mức độ 1. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt và vượt theo quy định, thực hiện tốt chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp cho tỉnh, phấn đấu về đích chuẩn mức độ 2 vào năm 2025 theo đề án 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giúp cho tỉnh Vĩnh Phúc và trường chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên cũng như trong quá trình xây dựng trường chuẩn. Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy Vĩnh Phúc đối với việc triển khai quy định số 11 của Ban Bí Thư, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1. Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện các tiêu chí không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn mức 1 mà còn phải mang tính bền vững, lâu dài trong định hướng chiến lược phát triển của nhà trường. Đồng chí yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tham mưu cho tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn khảo sát của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhất trí đề nghị công nhận trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1. Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Tam Dương năm 2023. Đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập chủ trì hội nghị cùng dự có đại tá Nguyễn Văn Xuân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập. Năm 2023, huyện Tam Dương được lựa chọn là địa phương làm điểm cho tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ có lồng ghép nội dung diễn tập phòng thủ dân sự. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Tam Dương gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ, có tổ chức thực binh xử trí tình huống phòng thủ dân sự. Một phần thực binh xử lý tình huống A2 và thực binh bắn chiến đấu. Dự kiến thời gian diễn tập sẽ được tổ chức đầu tháng 6 năm 2023. Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Tam Dương, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị huyện Tam Dương cần quán triệt nghiêm túc các chỉ thị kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng chí yêu cầu các sở ngành cần thực hiện tốt công tác phối hợp, đảm bảo các bước tổ chức diễn tập được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho diễn tập, ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập huyện Tam Dương cần thường xuyên thông tin với ban chỉ đạo tỉnh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đảm bảo diễn tập đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, tròn 2 tháng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh được xuất bản. Độc giả cả nước, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên lão thành tỉnh Vĩnh Phúc đón nhận cuốn sách và đánh giá cao về ý nghĩa, giá trị nội dung các bài viết cả về lý luận và thực tiễn của Đảng ta, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta. Đồng chí Hà Đống, đảng viên chi bộ Mê Linh, Đảng bộ phương đi bảo thành phố Vĩnh Yên đánh giá cao những bài viết trong cuốn sách thể hiện nỗ lực, quyết tâm của Đảng ta và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đấu tranh chống giặc nội sâm và cho rằng ý chí, quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta, của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiếp nối từ tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, công cuộc chống tham nhũng tiêu cực mà đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu, là người dư ngọn cờ và tiếp tục tổ chức tích cực, tôi cho rằng đó là tiếp tục học tập và làm theo cái tư tưởng của bác Hồ vì sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta có hàng triệu người cán bộ đảng viên chiến sĩ nhân dân đây hy sinh bảo vệ giành được độc lập dân tộc mang lại phúc cho nhân dân nhưng nếu một bộ phận cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất mà tham nhũng tiêu cực thì làm cho lòng tin của nhân dân bị xói mỏ. Đối với đảng viên Bùi Xuân Dũng, tập hợp những bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách có nội dung phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sản xuất, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đọc xong cái một số nội dung trong cái tập sách này thì tôi mới thấy rằng trên thực tế lý luận của Tổng Bí thư đã có từ rất lâu và viết thể hiện trong cái tập sách này rất sâu sắc. Việc tổng bí thư đã kết hợp giữa cái thực tế và lý luận trong vấn đề chống tham nhũng đã có rất hiệu quả và chính những cái cái thực hiện nhuần nhuyễn giữa cái lý luận và thực tiễn trong vấn đề chống giặc nội sâm thì thực tế trong thời gian vừa qua đảng ta và nhân dân cả nước đều rất phấn khởi đánh giá cao công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta thời gian qua được thể hiện cả về lý luận và thực tiễn trong các bài viết, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn Đảng ta mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, để lùi giặc nội xâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp chống tham nhũng tiêu cực tôi cho là đã dành những hiệu quả quan trọng mặc dù bước đầu nhưng mà ít nhất là tạo được niềm tin cho nhân dân và niềm tin ấy phải được củng cố nữa mà muốn củng cố thì đương nhiên công cuộc chống tham nhũng tiêu cực phải được tiếp tục phải được dương cao và phải có một sự phối hợp nhịp nhàng giữa trên và dưới giữa cán bộ các cấp kể cả bảo vệ nhân dân nếu những người nhân dân ấy dũng cảm dám phát hiện và tố cáo cái hiện tượng tham nhũng tiêu cực cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ sự thống nhất và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực của tổng bí thư để đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trở thành phong trào là xu thế không thể đảo ngược được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao Sáng nay, Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên. Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh còn thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện như vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Với tinh thần đổi mới dân chủ, đoàn kết phát triển, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên cả về chất và lượng, tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh phúc triển khai khá hiệu quả với nòng cốt là các y bác sĩ tỉnh nguyện. Đây là tiền đề quan trọng để hội chữ thập đỏ Vĩnh phúc thành lập đội y bác sĩ tỉnh nguyện chữ thập đỏ nhằm củng cố, phát huy hơn nữa vai trò, đóng góp của các y bác sĩ tỉnh nguyện tham gia các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc thành lập đội y bác sĩ tình nguyện chữ thập đỏ cũng là một bước để hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Phúc chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức khám tuyên truyền tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, duy trì các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người nghèo, nạn nhân da cam, gia đình chính sách với trung bình mỗi năm hàng nghìn lượt người. riêng năm 2022, toàn hội đã khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho trên 5.000 lượt người với tổng chi giá hơn 2 tỷ đồng. Năm 2023, chúng tôi có thành lập một cái đội bác sĩ tình nguyện với số lượng là 36 các thầy thuốc ưu tú đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Ở trong đó thì chúng tôi với cái mong muốn là cùng với cái sự ủng hộ của bác sĩ tình nguyện thì chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh làm sao để là khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho những người yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân da cam và người tàn tật trên địa bàn toàn tỉnh. Theo kế hoạch, hội chữ thập đỏ Vĩnh Phúc sẽ thành lập đội y bác sĩ tình nguyện chữ thập đỏ đây là những bác sĩ thầy thuốc có năng lực trình độ và tâm huyết với hoạt động nhân đạo từ thiện thông qua đó nhằm đa dạng hóa các loại hình mạng lưới tình nguyện viên xây dựng lực lượng tình nguyện viên chữ hợp đỏ ngày càng đông đảo về số lượng hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của toàn hội đội có tổ chức cơ bản có đầy đủ các cái cái cái, cái chuyên ngành chuyên khoa và các cái đối tượng y bác sĩ thì tôi thấy đây là một đợt vinh hạnh đây là một cái điều mừng cho hội chữ thập đỏ và cho đội bác sĩ tình nguyện. Cái ước muốn của chúng tôi là một là đi tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng người dân, nhất là những đối tượng yếu thế, những đối tượng là nạn nhân da cam và những người tàn tật. Tôi thấy nó rất ý nghĩa và chúng tôi tham gia để trở thành một tình nguyện viên đi chăm sóc sức khỏe đến các người bệnh, đến các gia đình khó khăn và các cái tổ chức cũng như trong các cái trường hợp cứu hộ, cứu nạn đặc biệt để đem lại được cái sức khỏe và tránh những cái rủi ro tối thiểu về sức khỏe. Với việc thành lập đội y bác sĩ tình nguyện chữ độc đỏ Vĩnh Phúc có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố phát huy hơn nữa vai trò đóng góp của các y bác sĩ tình nguyện tham gia các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời cũng mở ra cơ hội được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe kịp thời, hiệu quả cho những đối tượng yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật và nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại